Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch tăng đoàn, kính thưa các đạo hữu, kính thưa đại chúng. Thật là một vinh dự đầu tiên có được phát biểu và được dự lễ vía Đức Quan Thế Âm. Qua ra hai ngày tu học, con rút ra được cảm niệm tự thân của mình tối hôm qua và sáng hôm nay. Tối hôm qua thầy đã trải nghiệm 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong đó thầy đã phân tích về tiểu thừa và đại thừa. Trong một cái căn nhà có 8 cái khung kính thì thầy đã nói đến 6 cái cửa lỗ kính đó, nhưng mà còn 2 cánh cửa thì con nghĩ rằng đó là cái cánh cửa Mạt Na và cánh cửa A Lại Gia. Thì để mà thực hiện cái công năng này thì con nghĩ rằng phải chuyển thức thành trí. Và sáng nay đứng trước biển thuyền diệt vi thực pháp thủy sung mãn thì thầy đã giới thiệu tổng kết, nhưng mà chắc có lẽ thời gian không cho phép thầy không nói về tứ niệm xứ: quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thị khổ và quán pháp vô ngã. Tụ trung lại, cái con đường này là con đường thực nghiệm tâm linh, tức là con đường tu học, tự thân hành trì, tự thân chứng ngộ và tự thân giải thoát. Để tóm tắt đó thì đây là cái cảm niệm, con không có nói được cái câu hỏi, nhưng mà nghĩ rằng thầy cái phần cảm niệm á nằm ở phần sau, còn mô vật, còn phần đầu á là phần đặt câu hỏi. Thầy cho một tràng của ta thật lớn. Rồi, Nam mô kính chúc tăng đoàn và thầy của thân tâm thường lạc A Di Đà Phật. Lưu tiện trong phần nêu của một Phật tử thì thầy cũng nói thêm ảnh dụ về một ngọn đuốc trong một căn nhà có 6 cánh cửa phụ và 2 cánh cửa chính, tạo thành là 8. Thì tối hôm qua đó thầy mới nhắc đến 6 nhận thức giác quan tượng trưng cho 6 cánh cửa, còn 2 cánh cửa còn lại đó, luôn tiện câu hỏi vừa nêu thì thầy chia sẻ ngắn. Cánh cửa thứ 7 được gọi là thức Mạt Na theo phiên âm Hán Việt và Manas trong tiếng Sanskrit, có thể dịch nôm na đó là thức chấp ngã. Toàn bộ các hoạt động nhận thức, cảm xúc và tri giác đặt trên nền tảng của cái tôi và cái tôi sở hữu đều là các hoạt dụng của thức thứ 7. Ở phương diện tự do thì con người được khích lệ thể hiện cá tánh, và cá tánh đó đó về phương diện tích cực đó, giúp cho người tự tin và có thể phát huy được các tiềm năng đặc biệt vốn có của mình và đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Nhưng ở mặt trái của vấn đề đó thì cá tính nhiều chừng nào, việc chấp ngã cũng theo đó được gia tăng. Trong tâm lý học Phật giáo của phái Du và Hành Tông, một trong 2 trường phái Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ đó, thì phân ra có 4 hình thái chấp ngã mà phần lớn người phàm chúng ta bị vướng kẹt. Thứ nhất đó, là ngã si, tức là thiếu hiểu biết về bản chất của chính mình là một tổ hợp thân và tâm, không phải do Thượng Đế tạo ra, không do thần linh tạo ra, cũng không do vật chất tạo ra, cũng không phải do tâm tạo ra, mà đó là một vận hành tương tác. Chấp ngã thứ hai là ngã kiến, tức là cho rằng thân thể này và cái tôi này sau khi chết đó, thường hằng vĩnh viễn,
và đối lập với quan điểm đó đó thì cho rằng sau khi chết thì mọi thứ khép lại trở về cát bụi. Chấp ngã thứ ba đó là ngã mạng, tức là khi mình bằng người khác thì mình ngộ nhận hoặc tự hào mình hơn, khi hơn người khác một chút thì mình ngộ nhận hoặc tự hào mình là tuyệt đỉnh, khi kém hơn người khác thì mình ngộ nhận hoặc tự hào mình ngang bằng. Thì đó là chấp ngã về phương diện cao ngạo. Đối lập với chấp ngã cao ngạo đó, nó còn có loại chấp ngã mặc cảm tự ti, tức là thiếu tự tin, rụt rè, sợ sệt, và do vậy dù có khả năng cũng không phát huy được, không đóng góp được. Và chấp ngã thứ tư là ngã ái, tức là yêu thương mình quá mức, chiều chuộng bản thân quá mức, để ý đề tứ đến những sự thay đổi trên cơ thể của mình do tác động của thời gian và vô thường quá mức, rồi hưởng thụ cho cơ thể cũng quá mức, hoặc là chiều chuộng nó, tăng bốc đó quá mức. Thì ngã ái đó nó phát sinh ra cái sự tự ái, mà người ngã ái hay người tự ái đó thì dễ sầu, dễ buồn, dễ mừng, dễ vui, phản ứng cảm xúc rất khó có thể tự chủ. Từ góc độ tâm lý học Phật giáo đó thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của con người, dù là lời nói hay là hành động cụ thể hoặc chỉ là tâm tư, đều có liên hệ đến gốc rễ của bốn phương diện chấp ngã nêu trên. Cho nên cốt lõi của sự tu tập là làm sao để vượt qua được sự chấp ngã. Thức thứ 8 được gọi trong Hán Việt là thức Alaya. Alaya tiếng Sanskrit là Alaya Vinyasa, dịch nôm na là thức kho tàng, có sức chứa vô tận vô biên. Tất cả các hạt giống tích cực và tiêu cực, thánh và phàm. Thì cái công việc tu tập của chúng ta đó, làm thế nào để thay đổi các hạt giống chấp ngã sở hữu, tạo ra rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau, thể hiện qua si kiến mạng và ái, rồi sân hận, si mê, cố chấp, trở thành các hạt giống thánh thiện, thì việc tu tập đó được gọi là thành công. Cho đến lúc chúng ta chứng đắc được quả Phật đó, thì trong kho tàng tâm thức của mình chỉ còn lại các hạt giống thuần tịnh. Nói theo thuật ngữ Phật học đó là các hạt giống vô lậu, tức không còn bị rơi rớt ở trong sanh tử và luân hồi. Như vậy phần lớn là chúng ta chỉ sống với 7 loại thức đầu, bao gồm 6 giác quan và phương diện chấp ngã. Chúng ta ít để ý đến các cái hạt giống tiêu cực, hạt giống phàm ở trong kho tàng tâm. Thì công việc tu của mình đó là làm sao để thay thế các hạt giống đen thành hạt giống trắng, hạt giống khổ thành hạt giống an vui. Cho nên khi Đức Phật ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đến một ngọn đuốc với 8 cánh cửa có 8 màu tạo ra 8 sự khác biệt, thực ra chỉ có một tâm duy nhất thôi. Ở phương diện thuần tịnh gọi là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Ở phương diện nhiễm thì đó là tâm phiền não, tâm trần lao, tâm hữu lậu. Nên cái công việc tu đó chỉ có chừng là làm thế nào đó để chúng ta trở thành là thuần tịnh về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, không chỉ là trong không gian của sự tu mà nó phải áp dụng trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Thì thầy giải thích ngắn gọn về thức thứ 7 và thức thứ 8 để chúng ta cùng hiểu thêm.